Ngày 17 tháng 6 tại xã Mỹ Hòa, huyện ủy Tân Lạc đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác cán bộ. Dự và trao quyết định có đồng chí Bùi Văn Tinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. Tại hội nghị, Ban Tổ chức Huyện ủy đã công bố quyết định về việc điều động đồng chí Phạm Thị Minh Trúc, Phó Bí thư Đảng ủy xã Suối Hoa đến nhận công tác tại xã Mỹ Hòa và chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ định đồng chí Phạm Thị Minh Trúc, Phó Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Hòa tham gia Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Mỹ Hòa nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu và trao quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Bùi Văn Tinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp cho quá trình công tác của đồng chí Phạm Thị Minh Trúc được điều động luân chuyển trong đợt này. Đồng chí đề nghị trên cương vị đơn vị công tác mới, bằng những kinh nghiệm thực tiễn, nhanh chóng tiếp cận công việc, đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng với Đảng bộ triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.